Sở hữu phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, Y Tý được biết đến như viên ngọc quý của Lào Cai để phát triển du lịch. Hiện đại hóa hạ tầng để phát triển là nhu cầu chính đáng của Y Tý. Nhưng làm thế nào để không mất đi giá trị cốt lõi, không mất tính hấp dẫn của một khu du lịch nghỉ dưỡng đặc trưng miền núi Tây Bắc, dường như vẫn là câu hỏi cần có lời giải đáp. Không phải khi những khối bê tông sắt thép bủa vây xung quanh hai cây cổ thụ hạnh phúc ở thôn Trản Thèn bị báo chí và mạng xã hội phản ứng mạnh mẽ thì vấn đề này mới nóng lên. Đầu năm 2019, khi tỉnh Lào Cai đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ý tưởng quy hoạch khu du lịch Y Tý trở thành Sapa thứ hai, đồng thời di chuyển toàn bộ trung tâm huyện Bát Sát về đây nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của khu vực này. Cũng là lúc làn sóng đầu tư mua đất, xây dựng nhà cửa, điểm đón khách du lịch chờ quy hoạch tăng lên, ít nhiều tác động tiêu cực đến cảnh quan, không gian văn hóa vốn có của Y Tý. Một du khách lên đây để tham quan và du lịch thì mong muốn là Y Tý giữ lại được những cái nét cổ ngày xưa, giữ lại cái bản sắc dân tộc. Ví dụ như là những cái nhà chỉnh tường, nó là cái nét riêng và không bị can thiệp quá nhiều về những vấn đề là bê tông cốt thép hóa quá. Được biết, mặc dù đã cố gắng làm hết sức, nhưng chính quyền xã Y Tý vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong quản lý quy hoạch, xây dựng, bảo tồn, gìn giữ không gian văn hóa truyền thống. Theo báo cáo của Ủy ban dân xã, 6 tháng đầu năm 2021 đã có 20 trường hợp vi phạm, trong đó 16 trường hợp xây dựng công trình trái phép, 4 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Đáng lo ngại hơn, ngay cả công trình do cơ quan nhà nước đứng ra thực hiện cũng chưa làm tốt việc thiết kế, sao cho phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, ruộng lúa, rừng già, bản làng với những hàng rào xếp đá bên những ngôi nhà trình tường rêu phủ. Điển hình là vụ việc xây dựng chòi ngắm cảnh với những khối bê tông sắt thép bủa vây hai cây cổ thụ tại thôn Trản Thèn. Một công trình văn hóa được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho văn hóa truyền thống thăng hoa, phát triển thì lại góp phần phá vỡ không gian văn hóa truyền thống và vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Tu sửa đẹp, rất tốt, nhưng mà khu tục tử quá có thể bỏ qua hết. Chúng tôi cũng cảm thấy rằng là đó là một trong những cái không mong muốn của tất cả mọi nhân dân ở trên địa bàn. Và chúng tôi cũng cảm thấy là có một cái gì đó cũng không bằng lòng đối với cái sự thay đổi một cách là khát đi cái sự nguyên bản. Tỉnh Lào Cai luôn xác định rõ quan điểm bảo tồn để phát triển bền vững Y Tý. Huyện Bát Sát sau công bố quy hoạch khu đô thị du lịch Y Tý cũng tăng cường cán bộ để quản lý quy hoạch. Tuy nhiên, những vi phạm trong lĩnh vực đất đai vẫn liên tiếp xảy ra. Riêng về cái mua bán đất trái phép thì đấy là đối với trên địa bàn Y Tý đã xảy ra cắt điện như ở Phèn Hồ, trong trại Phan Kiến Sự và Nghệ Trồ, Lo Trại. Thì đối với cái này thì cũng là mua bán ngầm. Trong đến giờ phút này thì nếu mà những cái trường hợp có là mua bán trái phép không, bây giờ là chưa đưa ra chủ chính xác. Hiện tại là cũng là các thôn là cũng đã phản ánh về mua bán nhưng mà vì cũng chưa có sự công khai. Cho nên là chính quyền địa phương cũng đã nắm bắt được từ nhân dân để đưa ra trong các hội nghị tuyên truyền. Bên cạnh công tác quản lý quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, theo các nhà chuyên môn, khi thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, cần làm tốt việc tham vấn ý kiến của chuyên gia và người dân để tránh những công trình vô nghĩa như tại Trản Thèn. Muốn Y Tý trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một vài công trình, dự án, mà cần hơn cả chính là phải giữ gìn, tôn trọng văn hóa truyền thống, có cách ứng xử phù hợp với văn hóa truyền thống, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển. Những chuyên gia du lịch và du khách yêu mến Y Tý cho rằng nếu không có giải pháp quyết liệt thì du lịch Y Tý sẽ bị phá vỡ từ bên trong bởi những khối bê tông. Trước khi ban hành một cái dự án gì đấy thì là cũng là mong muốn là sẽ được thông qua, trước mắt là phải thông qua chính quyền địa phương đã, sau đó đi xuống tận thôn bản. Chúng tôi rất là mong muốn rằng là chính các cơ quan chức năng đó sẽ trực tiếp làm việc với cả nhân dân, bởi vì nhân dân là cái người hưởng lợi và nhân dân sẽ có một cái tầm nhìn và đưa ra những cái quyết định đúng đắn phù hợp với cái bản sắc của từng dân tộc ở trên địa bàn xã. Với những cái thế mạnh, những cái tiềm năng của Bát Sát hiện nay thì Y Tý có thể được xác định là một cái vùng du lịch đặc sắc trong tương lai, không kém gì Sapa, và có thể trở thành những cái điểm du lịch
hấp dẫn không những trong nước và quốc tế. Hiện trạng cái vấn đề quy hoạch du lịch hiện nay cho khu vực Y Tý của Bát Sát ấy thì đã được đưa vào trong cái quy hoạch khu du lịch quốc gia Sapa tại quyết định 1845 từ tháng 9 năm 2016. Và hiện nay tỉnh Lào Cai cũng đã giao cho các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban huyện Bát Sát để xây dựng một cái quy hoạch chung cho khu vực Y Tý, trong đó đề cập tới các vấn đề chú trọng tới bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa, thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm để phát triển du lịch tại Bát Sát. Sau khi vụ việc lan can sắt vào khối bê tông xuất hiện ở cây cổ thụ, Ủy ban dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản khẩn số 2768 về việc tạm dừng thi công hạng mục chòi ngắm cảnh, lan can, khu vực công viên Trọn Thèn. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy những vấn đề đặt ra của Y Tý dường như đang vượt quá tầm kiểm soát, quản lý của chính quyền cơ sở. Y Tý sẽ ra sao nếu trên mỗi sườn núi, khe đồi lại mọc lên những khu nhà bê tông cao tầng, những tường rào xây đá thép gai tua tủa,